Hello mọi người, thì tranh thủ ra sớm bãi trước nha mọi người. Thì bây giờ ra chuẩn bị dán số này, này kia rồi một chút thì anh em cần thủ tới. Chung là ra nhưng mà anh em cũng có một số tới trước rồi nè. Em xuống đầu dưới. Nước thì cũng vẫn đang chuẩn bị lớn á. Đang lớn, một lát nữa nước lên chút xíu nữa có thể đánh có cá. Nãy giờ mấy anh em đánh khúc này thì thấy cũng có cá một vài con nhưng không nhiều. Nhưng mà nước cũng đang lên. Bây giờ công tác chuẩn bị là dán số vô trước nha mọi người. Anh em nào ra sớm thì cho bốc số luôn, bốc số ra cần luôn. Lúc kia thì có một số anh em đang đánh sẵn đó, chút có thể mình rủ tham gia luôn cho vui. Đó, bên này cũng có mấy anh em đang chơi nè. Đó, thì sẽ cho lên mảng số một trụ cách nhau chắc khoảng 2 mét, 2 mét hơn, nhưng mà đánh sông mà khoảng cách rộng thì sẽ dễ đánh hơn nha mọi người. Đó, thì số mình sẽ in như thế này, sẽ dán lên mấy trụ này trước cho chút nữa anh em ra nhìn bốc thăm. Nếu mà bốc trúng số, trúng số nào thì anh em ra ngay số đó. Ở đây con số thế này, đây nha người. Đây đây, có sự trước cần để này đây. Nè, cho nhắc số 10 nè. Má có chú chính nè. 10 chuẩn bị mồi trước à. Cá mà quên cám bắt cá tra gì đây? Lùm cám trùng cá. Dạ. Chưa gỡ ra hả? Cho gỡ ra. Có một lớp á. Nào. Mình cho xé đại mấy như nó gắt này cái nó ra. Xé đại cái nó gắt nó ra được à. Chạy đi mua chì. Rồi sợ hồi thiếu chì. Đây nó cũng ít vướng mà. Dạ ít vướng. Có chỗ có chỗ không à. Này mình đánh số hồi bốn bốn thăm vào chỗ nào. Dạ đúng rồi. Bốc thăm số nào mà mình. Cái đó là nó dễ. Dạ. Thấp có 2 cái hẹp mấy 2 mét cây, 2 mét cây được rồi. Chơi một cái cột một cây à. Dạ một cột cây đi. Ủa, một cột cây xa lắm không đủ chỗ đâu. 30 hay tên đó mà đủ á. Chứ gần quá sợ anh em vướng. Tí nữa cho em quay thêm xíu đó, up lên lúc nha. Trời, lên luôn, lên hình luôn. Bây giờ mấy chỗ các anh mà ta câu như vậy né ra ra được rồi. Hồi anh tham gia luôn ha. Hồi cho xin cần nha. Rồi hồi quýnh một cần thôi nha. Mấy cần không chơi rút. Hồi cần em sẽ dán số vô cây nào chơi. Đọc giải hả? Giải lớn rồi. Tổng giải chắc 2 triệu mấy vậy? Quá rồi. Ngày mới tổ chức lần đầu luôn không anh? Dạ, tổ lần đầu á. Miễn phí anh em chơi mà. 40 số nha mọi người. Mỗi số cách nhau khoảng 3 mét á. Mình cho nó rộng cho anh em chơi. Thì nếu mà bãi này mà hết luôn thì chắc cũng khoảng 60 số. 60 cần. Mà mỗi cần cách nhau khoảng 3 mét. Quá rộng rãi luôn nha mọi người. Câu xong mà tầm 3 mét là cho anh em mới chơi đánh cho nó rộng rãi. Còn ban tổ chức thì chịu cực đi mỗi chân chút nha mọi người. Tuốt dưới kia kìa. Đó này 36 nè. Mỗi trụ sẽ dán vô một số đây. Chung là giấc này cũng anh em cần thủ cũng ra được một ít đây nè. Câu có một số chú câu đây từ sáng đến giờ đi mỗi chân luôn mọi người.
Đây, số chuẩn bị sẵn luôn nha mọi người. Bây giờ một số anh em tới trước á, kiểm tra bốc số luôn. Đúng thể lệ nha mọi người, mỗi người bốc một số và dán hẳn vào cần luôn. Dán hẳn vào cần và tập kết ngay chỗ cái số mà đã dán sẵn trên cây thế này nè. Rồi. Anh đầu tiên luôn. Vậy luôn. Rồi, dứt một số. Mấy đây? Con số rồi nha, đừng có phải ba số nha ông nội. Chích mẹ à, 27 đúng chứ. 27 hả? Đây luôn. Đây. Đây luôn. Số 7 luôn hả? Đây luôn. Ôi. Đúng rồi. Số 7. Wow. Rồi, ok, để em dán dán cần nha. Ý trời. Ý trời. Ý trời, hay vậy ta. Này số 7 ngay chỗ này ra gần sẵn luôn nè. Hay, hay thiệt. Số 1 rồi. Rồi số 1 luôn đi, số 1 ở dưới dán cần nha. Dán vô cần nha, nhớ dán vô cần. Để đấy là mọi. Hai anh em mình chia tay nha. Chia tay từ đây hả? Anh Tuấn với 27 á. Tại vì em đăng ký là gần số 30 rồi. Không, bốc số là bốc lại á. Dưới hả? Dưới cái câu đó nè. Chiếc số nằm. Rồi mình xuống đây. Này là mấy anh em kia chưa ra hay gì? Chưa ra cho bốc trước số luôn. Bốc đầu quýnh đó. À. Rồi khoảng này rồi đi chui. Nhớ dán số cho cần nha. Số 9. Số 9 nè. Rồi số 9 cái này. Sát bên. Hên vậy. Hên quá. Hên 19. 19 hả? Ờ, 11. 11. 19 này qua khỏi mấy anh này rồi. Ui, bao người đâu ra vậy? Con xuống. Ờ, 30 và có một số thêm nữa. Nhắc tiền vô kìa. 7 lần. 40 lận. À 40 lận. Nhắc tiền vô kìa. Bởi vì ra đây còn một số anh em ở đây á, nên dự trù thêm 10 số. Để cho anh em ở đây chơi luôn. Rồi ok. Dưới này mới đẹp à. Tưởng 30 người. Ở số xong mình chạy xe lại cái chỗ số của mình luôn. Mới gam kia thôi chạy chiều dưới lấy. Dạ ok. Coi cái trọng lượng với cái nó lớn nhỏ sao. Chung anh em cũng đủ chỗ hết à. Em bán đâu anh? Em bán ở bên gần ở Tư Bình Thái. Dán rồi lột ra, lột cái lớp kia ra là có keo dán vô. Gần ở Tư Bình Thái. Cứ lên mạng gõ Lê Rạng, đồ câu Lê Rạng nó ra. Đó, còn nửa tiếng nữa nha mọi người. Anh em ra cũng sắp full số rồi, còn vài số nữa hết à. Chuẩn bị cần nè, mồi nè, móc sẵn hết nè. Chào anh em. Đó, dài móc xuống kia luôn. Còn vài số nữa, nửa tiếng nữa là bắt đầu xuống cần nha. 30 phút nữa. Mình ăn trước cá ăn sao? Hồi ăn trước cho non, hồi cá ăn nha. Tới đây mới số 19 nha mọi người. Rồi, bốc số luôn. À, 1 giờ là bắt đầu xuống á. Rồi số mấy nè? 24 hả? Tệ nè. Đó 24 luôn. Nghe chỗ này chút ảnh lấy cỡ lên rồi câu. 1 giờ bắt đầu. Dán nè, dán nha. Lột nha. Cái bắt keo á, dán lên cái cần của mình. Đó, dán lên cái cần câu á. Này câu thả xả mồi trước nha mọi người. Hả? Cám hả? Hả? Cám thì mày cá tra hơi lâu. Cám thì bây giờ mình lại mày mồi mình xả rồi. Đổ trước đi mình lấy chỗ ngày mai á. Xả trước à? Xả trước. Ba mươi phút nữa nha, chuẩn bị đi. Anh em đi ký số 3 trên kia mà bóc số 9 như anh sao anh?
Không, số 3 là số thứ tự trên kia thôi. Còn lên đây thì bóc lại từ đầu. Trên em mà cá khô hơi xa. Cho thẻ 10 luôn á, dài dài vô. 10 loại mồi cũng được. Miễn sao là dính cá thôi. Cá móc bụng không chơi nghe. Có cá tra là có giải đó. Chắc có cá tra đó, tên thủ á. Câu làm giải cá lạ nữa. Để đợt sau cho giải cá lạ, những cá chốt, cá út vậy. Đừng kìm lòng tông vậy phải không? Đây là 32 chắc cũng có cần thủ bóc rồi nè. Xuống cần số mấy đây? Dạ 33. 33 ha, rồi. Đến dưới luôn. Sao rồi, nãy giờ ở đây có cá không? Cá chưa? Ủa, mấy giờ tính chưa anh? 1 giờ, chừng nào tính giờ la lên á. Cứ câu chơi đi. Chút dính cá là có ghi à. Dính cá chạy chảnh cân anh. Dính cá la lên, có người lại cân cho khỏi chạy, mất công. Đây, rồi ở đây dính cá nữa, thì ai nó bắt giùm. 39 40 là số 40, số cuối cùng là em này hả? Dạ, em đó là số áp chót đấy. Rồi có đút, còn có đút đấy. Bắt ra rồi. Anh em nào có chơi vậy qua? Mấy cái gì? Rồi móc mồi. Rồi trùng quá trời luôn kìa. Trùng cá luôn. Cá này về mà. Hai số không biết có tới hay không mà cứ tính sao đi. Năm phút nữa số 4 này ai bóng ta? Số 4 chắc còn trong chắc này quá. Số 3, số 4 nè. Số 3 em có rồi. Số 3, số 5 nè. Số 1, số 2. Số 4 có kẻ. Rồi móc mồi vô. Vài phút nữa là cứ xuống cái số lượt luôn, dính cá đầu tiên. Cá đầu tiên dễ ăn nhất á nghe. Cá khó ăn quá. À, không được chuẩn bị mồi nha người, 5 phút nữa. Đi vô. Đi vô xong rồi đi ra đây. Mấy rồi, điện thoại tao mấy giờ rồi? 3 phút nữa. 3 phút nữa. Đưa ra, ngồi đứng cái phát đi. Rồi đứng đây có gì là nó xuống đây. Xuống đây hãng có gì la lên cho anh em xuống một lần. 3 phút nữa. Rồi chút ra sao á. Chút rồi cứ coi cái cần nào mà có số thì dính cá thì ghi. Rồi chuẩn bị nghe, 2 phút nữa nghe. 2 phút nữa chuẩn bị cần xuống nha. Kết thúc rồi, chuẩn bị cần rồi.